Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã tổ chức xuất viện cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có bệnh nhân mắc COVID-19 90 tuổi được công bố khỏi bệnh. Bốn trường hợp được xuất viện gồm bệnh nhân 777, bệnh nhân 910, bệnh nhân 909, bệnh nhân 525, 90 tuổi. Tất cả bốn bệnh nhân này cùng chú ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bốn bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và có ba lần trở lên cho kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này sẽ được Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên đưa về cách ly theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Được biết đến nay Quảng Nam đã có 46 bệnh nhân mắc Covid-19 được khỏi bệnh và đã qua 19 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới ở cộng đồng.